cháy hàng chỉ sau vài phút hàng về. Đó là câu chuyện về những hộp phấn mỹ thuật nhà Ánh Dương khi mới ra mắt. Sau quá trình nghiên cứu, Ánh Dương đã cho ra mắt sản phẩm phấn mỹ thuật cao cấp nhằm thỏa mãn những đam mê viết, vẽ và trang trí bảng cho những tín đồ yêu nghệ thuật. Chỉ sau một video giới thiệu sản phẩm đã thu hút rất nhiều khách hàng và hàng trăm đơn hàng đặt về. Hơn thế nữa, các cộng tác viên nhà Ánh Dương cũng nhanh tay giữ hàng chục hộp để cung cấp tới khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thế mới thấy độ hot của sản phẩm nhà Ánh Dương thì không còn gì để bàn cãi. Và điều đặc biệt đó là uy tín tạo nên thương hiệu. Tiếp tục chuỗi series về phấn này, thì Ánh đã chính tay test thử phấn cho các bạn để thấy được độ mịn, độ bền và màu cực chuẩn của phấn nha. Nhấn vào góc trái màn hình để sở hữu ngay bộ phấn chất lượng này thôi. Và đừng quên, nếu bạn có thắc mắc gì cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với Ánh Dương để được tư vấn nha. Hoping that you see and you know this.